Xin chào gia đình chúng ta. Và hôm nay không biết gia đình mình lại có câu chuyện gì mà cần quả cầu thông thái cùng đồng hành để chia sẻ với chúng ta nào. Dạ thưa chuyên gia, tôi có chuyện muốn hỏi chuyên gia là bây giờ gia đình tôi đang gặp một cái vấn đề rất là rắc rối và nan giải. Má tôi á, tất cả mọi chuyện là do má tôi hết á. Phu nhân, hồi nãy giờ bà nói cái gì tôi không hiểu hết trơn vậy? Nói gì vậy? Tôi đang đập tiểu nhân. Ông không hiểu sao tôi hiểu? Ủa, đập bùa hả? Không phải đập bùa. Cái gì? Đập tiểu nhân, ông hiểu không? Đập tiểu nhân hả? Là tôi đập này là tôi đập giùm cho ông đó. Ông có biết tại sao tôi đập giùm cho ông không? Tại sao? Ủa, ông này ngộ ta. Bây giờ ông hỏi tôi nè, có phải là ông nói với tôi á, ông đang bị kẻ tiểu nhân hại ông? Ông tức quá, ông về ông ăn không được, ông ngủ không ngon. Chính vì như vậy là tôi mới đập cái kẻ tiểu nhân mà ám hại ông để cho ông ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi làm vậy là tôi làm gì ông chứ bây giờ ông còn hỏi tôi nữa à? Coi như bà trả thù tiểu nhân gì chồng. Chứ còn gì nữa? Bà đi thỉnh bùa thỉnh điếc về đây trả thù cho chồng mình. Cái này ta gọi là đánh tiểu nhân, đánh để cho nó chừa, để nó đừng hại ông nữa. Đó chứ không phải là tôi có rảnh đâu mà tôi ra ngoài trời nắng mà tôi đập tôi nhảm nhảm cái miệng tôi vậy. Người ta biểu tôi đọc sao tôi đọc vậy đó, ông hiểu chưa? Là cái ông bữa ông nói tôi là ông Long là hại ông đó. Nhưng mà đau quá. Trời, ông đau cái gì mà đau mắc cười quá. Bây giờ nè, ông để im cho tôi đọc. Trời ơi. Nguyễn Bạch Long, đau lắm. Tôi đọc tên luôn rồi mà, tôi đọc tên luôn nè. Nguyễn Bạch Long. Đau, trời ơi, tôi nói đau lắm. Ủa, tôi đánh nó xong đau bộ ông với nó yêu nhau hả? Má đi, tôi nói đau. Mà xử lý do gì tôi đau ta? Anh biết đâu. Giờ tôi không đánh này có đau không? Đau, vẫn đau. Ủa là sao? Trời ơi, hèn chi. Nãy giờ bà đè cái ngón chân tôi đau muốn chết. Trời đất ơi, ai mà biết đâu nè. Trời ơi, đè cái chân đau muốn chết luôn. Đau không? Đau không? Đau. Có sao không? Đau, hồi sức dầu. Ngồi xuống đây ông. Vợ làm mà đâu có dám la, đâu có dám rầy. Ê, ông tên là nghiệp quật không ông? Đây vậy? Tôi đánh nó chưa đau mà ông đau đó. Thì đó, bà đè tôi đó. Mà nói nghe nè, sao hại người ta vậy? Ủa, ông nói mắc cười. Ông nói là cái thằng Nguyễn Bạch Long này nè, là nó hại ông. Rồi xong cái đó làm cho ông ăn không ngon, ngủ không yên đó. Không thì đúng có, tôi tức. Biết lý do không? Sao? Đánh cờ. Tôi đánh cờ với ổng, mà cái ông nội này sao ngày nào ông cũng ăn tôi hoài. Tôi tức quá, tôi căm hận, tôi căm thù. Tôi về tối, tôi tâm sự với bà tôi. Tôi thua người đó, tôi tức. Ủa mình ơi, hả? Có cái vụ đánh cờ thua thôi. Mà mình về nhà mình làm như là cái người đó là ăn tươi nuốt sống mình. Người đó là hại mình tán gia bại sản. Người đó là giật vợ, giật con của mình hay sao? Mình về mình làm thấy ghê. Là tôi tưởng là người đó hại mình kiểu đó, tôi mới chơi cái trò tiểu nhân gì nè. Trời ơi, chơi trò tiểu nhân này hại người ta vậy hả? Không phải, nhưng mà một phần cũng nghĩ vậy nè. Được. Ông thấy không, gia đình của mình nó lúc này xào xáo lắm. Đúng rồi. Cái chuyện này tới chuyện kia. Tôi nói là ông là không tin không được, phải tin thôi. Tôi cũng nghi nghi vậy đó. Tôi nói từ lúc mà tôi chơi đánh cờ với ông nội này thấy gia đình mình nó ngộ lúc đó. Tự nhiên quảng đang đi nhận có việc làm, cái tự nhiên thất nghiệp. Rồi con Mỹ nhà mình cũng Mỹ, nhà cũng vậy. Nó tôi nói hình như có cái chuyện gì nó xui xẻo quá, nó khiến gia đình mình có gì đó. Bởi vậy ha, bây giờ nè, ông cứ yên tâm đi nha. Ông cứ để cho tôi ra tay đi. Tôi sẽ bày binh bố trận ha. Tôi sẽ làm phong thủy như thế nào để gia đình của mình được bình yên. Chứ cái đà này hả, gia đình của mình rồi đây sẽ tán gia bại sản. Ly tán gia đình mỗi người một nơi đó. Như vậy là nguy hiểm dữ vậy hả? Chứ sao, bây giờ ông phải tin tôi đi. Tôi nói không ai tin hết, mình phải tin nha. Yên tâm, để đó cho tôi ra tay. Tôi sẽ bày binh bố trận. Tôi sẽ làm phong thủy để cho cái căn nhà của mình là được bình yên. Chứ nếu không lơ mơ gia đình của mình tán gia bại sản, chia ly mỗi người mỗi ngã. Chia ly mỗi người mỗi ngã. Ê,
đứa tròn tròn vậy? Thế làm gì mà đứng mà hỏi vậy? Hay quay cho lẹ. Đừng. Má đang làm phong thủy đó. Ủa trời, ủa nay nhà mình có quán tổ chức tiệc hay gì má gắn cái trái cầu vô nhảy hả? Má nói là má đang phong thủy. Ủa phong thủy là phải gắn gì luôn hả má? Ngồi xuống. Dạ. Má thấy nhà mình á, dạo này á, khí âm nhiều quá, là những cái mà đen tối á, nó làm cho gia đình của mình xảy ra nhiều chuyện. Cho nên á, má mới gắn trái châu nè. Đó, con thấy không? Nó sáng nè. Để chi? Để khí dương tràn vô nhà thì bao nhiêu mọi sự sẽ nó biến đi hết. Ôi, ôi má ơi, ôi khí dương nó tràn vô người con mà con lật luôn á má. Cái này mày làm lố. Chứ sao? Làm tao không biết mày diễn, tự nhiên đang té bật cửa ra. Thì đó, khí dương nó lật con á. Thôi đi, con không biết gì hết trơn. Trời, con có thấy không? Gia đình mình nè, đó, mấy tháng vừa qua nè, biết bao nhiêu chuyện lục đục xui xẻo xảy ra. Cho nên bây giờ là má phải là tổ chức sắp xếp lại bày bên bố trận, rồi lấy cái phong thủy ra để cho mà gọi là bao nhiêu cái khí âm nó đi hết đó. Rồi bây giờ cái khí âm nó đi hết chưa má? Rồi chừng nào con mới được đi? Má đã nói với con rồi, con cứ nghe lời má đi, từ từ mà đi chứ chưa, đừng có đi gấp như vậy. Thôi má không có được đâu, hôm nay con có buổi phỏng vấn đó. Má biết rồi, nhưng mà con trễ một chút xíu đi. Thà là con trễ một chút xíu á mà công việc con thuận lợi nha, chứ con ào ào là thua. Bởi vì á là má đã bấm phong thủy con rồi. Yeah. Con á là tuổi Tỵ, mà hôm nay á là ngày Thìn. Ở đời có câu nói là Thìn Tỵ thì kỵ Long Vương, nước ngập đầy vườn, chết ráo chàng hiêu. Cho nên ngày hôm nay là ngày xui của con. Ủa sao cái vậy, giờ ngày nào cũng cũng trễ hết đó, lần nào cũng trễ 6 tiếng đồng hồ vậy, không ai nhận con luôn á má. Không, qua cái giờ này đi, tầm 3 giờ là con đi được. Trời rồi, 3 giờ thôi con nghỉ luôn con ở nhà luôn, chứ tầm đó ai nhận con nữa. Con ơi, má đã nói rồi, cái này là mong muốn tốt cho gia đình thôi. Bây giờ gia đình của mình xui xẻo quá rồi, má phải sắp xếp lại mọi thứ để cho gia đình của mình nó không bị cái vận hạn xui xẻo nữa. Vậy thôi, mốt con ở nhà luôn nha, con khỏi đi làm luôn đi, cho má nuôi con cả đời. Con cứ tin má đi, con cứ làm theo lời má đi, rồi công việc của con thuận lợi. Trời ơi, thiệt có má tin dị đoan gì đâu luôn á. Cái này má không tin à, mà má là phong thủy. Bà ơi. Ủa ba. Bà ơi bà, tôi được phép đi vô tôi toilet được chưa? Chưa. Sao vậy? Trời ơi, tôi chịu hết nổi rồi bà ơi. Ba sao vậy ba? Mày coi biết ba đi coi thầy bà gì không biết. Thôi. Mà bây giờ bà đem cái này về nè, rồi bà biểu tao bà không cho tao vô trong cái toilet, tao giải tỏa cuộc đời tao. Ủa ba cũng bị vậy luôn hả? Ừ đó, bây giờ tao không cho giải tỏa, bà nói mạng tao mạng quả. Thôi. Mà bây giờ vô toilet là cái nước ở trong đó nó dập tắt tao là cuộc đời tao tiêu luôn. Cái nước trong đó không dập tắt mà tao thấy cái nước trong đây là nó dập tắt cuộc đời tao. Trời ơi má ơi, ông làm quá, tôi đã nói rồi, tôi muốn tốt cho gia đình nhà này thôi. Ông cứ nín đi rồi sẽ đúng thời, đúng điểm, đúng khắc là ông đi, lúc đó ông xả hết tất cả mọi xui xẻo ra. Bây giờ thì cố gắng đi, đợi đi. Trời ơi, mấy giờ rồi? Mấy giờ bà mới cho tôi đi được? Đâu được không, đưa đồng hồ. Đợi đi để tôi đếm lên. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, tới giờ đi rồi đó. Nhưng nhớ vào trong toilet đúng 1 phút thôi, ông phải đi ra. Ông mà chậm trễ 1 phút là ông xui đó. Ba ơi. Ba, ông đi cái kiểu này là coi như 1 phút ông tới cửa toilet là phải đóng cửa toilet ông đi ra đó. Con đi nha má. Đâu? Dạ con đi, con trễ lắm rồi má ơi. Chưa tới giờ mà đi đâu được. Trời ơi, sao cái nhà này ai cũng cãi tôi. Cãi đi nha, rồi sẽ thấy cái nhà này sẽ xui như thế nào nha. Tức ghê vậy. Chuyện là như vậy đó, tại vì má tôi quá trời mê tín đi cho nên mới dẫn lên việc như vậy. Vậy thì bây giờ gia đình tôi phải làm như thế nào để má tôi hiểu chuyện bây giờ? Thực ra nãy giờ là mình nghe cái câu chuyện của gia đình chúng ta thì rõ ràng là bác gái đang có một cái sự nhầm lẫn hơi nhẹ nhẹ, mà theo cái ngôn ngữ dễ thương hiện nay là nhầm lẫn sương sương đó, là giữa câu chuyện là tâm linh và tín ngưỡng và cái câu chuyện mê tín. Ví dụ như là tín ngưỡng là mỗi dân tộc, mỗi tôn giáo, mỗi gia đình chúng ta đều có một cái tín ngưỡng nhất định về một cái điều gì đó mà nó theo cái truyền thống. Hay là ví dụ tâm linh thì mỗi con người chúng ta, mỗi cá nhân chúng ta đều được quyền, được phép nghĩ về một cái điều gì đó để mình đảm bảo cho cuộc sống tinh thần của mình một cách tốt nhất. Nhưng mà mê tín thì nó lại ở một cái phương diện khác. Nên vì vậy mà trong cái trường hợp này, trong góc độ về mặt cá nhân ấy, thì bác gái cho rằng là mình đang rất là tâm linh, rất là tín ngưỡng và tin vào một cái điều gì đó, để cái câu của người xưa hay bảo là có kiêng thì có lành. À, có nghĩa là bác đang theo một cái suy nghĩ như vậy. Nhưng thực chất
trong tâm tư, trong suy nghĩ là như vậy, nhưng mà hành vi hành động bên ngoài thì nó mang đậm cái màu sắc là mê tín dị đoan. Đến mức mà là đi vệ sinh mà cũng phải coi giờ coi ngày thì nó dị đoan quá rồi. Và điều quan trọng bây giờ là phải làm sao để giúp bác gái hiểu được là thế nào là đâu là tâm linh, đâu là cái tín ngưỡng của mình, nhưng đâu là cái hành vi mê tín dị đoan. Bởi vì thấy rõ ràng là cái cách mà bác đang làm là rất là mê tín dị đoan. Nên tôi nghĩ là cái câu hỏi bạn đặt rất là hay và nó thể hiện rất là rõ cái vai trò của trách nhiệm của một người con đối với mẹ của mình. Nên bây giờ trước mắt là mình đừng có chống đối như vậy. Bởi vì bạn có biết là khi con người ta có một cái tín ngưỡng gì đó, con người ta có một cái tâm linh nào đó, thì con người ta cảm thấy đời sống tinh thần của mình được an toàn hơn, đó là giống như được bảo vệ vậy đó. Và bây giờ mình bảo là đừng tín ngưỡng, đừng tâm linh như vậy nữa thì nó không đúng về mặt văn hóa và về mặt cái quyền cá nhân của mình. Bây giờ mình lại làm sao để mẹ hiểu được là đâu là cái hành vi ở mức độ là mình có kiêng có lành, đúng không ạ? Nhưng đâu là mức độ làm thái quá. Nếu khi mình tín ngưỡng thái quá, mình rơi vào cái trạng thái mù quáng. Nếu không khác là bác sẽ rơi vào cái hành vi tin tưởng mù quáng, không có còn tin gì khác ngoài câu chuyện là cứ suốt ngày là cứ lấy vật này lấy vật kia để mà giải những cái xung khắc trong gia đình, để giải những cái vướng mắc trong cuộc sống gia đình chúng ta thì nó không được, đúng không ạ? Thì bây giờ đơn giản thôi. Ví dụ bác Bảo có bảo là cái quả cầu pha lê này nó có thải khí âm và hút khí dương vào để cho nhà chúng ta sung túc hơn, thịnh vượng hơn và chúng ta đầy cái không gian ấm cúng hơn, thì thôi mình cứ tạm thời như vậy đi. Mỗi người trong gia đình cần phải biết là để thay đổi cái tâm linh và cái tín ngưỡng trong lòng mỗi người, và đặc biệt hơn là các cái hành vi đã hình thành theo kiểu là mê tín dị đoan rồi thì khó lắm. Bạn có thấy có những người họ tin đến mức mà họ bỏ hết, bỏ cả gia đình của họ, bỏ cả những người thân yêu của họ để họ làm một câu chuyện, những câu chuyện rất là điên rồ. Vừa rồi là bạn đọc trên mạng và cho thấy là những cái câu chuyện mà xuất hiện những cái nhóm mà gọi là tu bất chính ấy, nhưng mà cũng có vài người theo, thậm chí có rất nhiều người theo. Nên khi mà mình không có ứng xử khéo léo ấy, thì làm cho người ta lại càng tin vào cái điều đó. Nên bây giờ ví dụ như bác gái có làm cái điều gì đó mà rõ ràng là mình thấy là nó hơi mê tín dị đoan thì mình đừng có cản nhiều quá. Mình cứ, nếu mình thấy nó hợp lý ở góc độ là tâm linh tín ngưỡng thì mình làm theo, nhưng góc độ mê tín dị đoan thì mình cũng không làm, nhưng mình cũng không có phản bác nó. Và từ từ bác sẽ hiểu được. Sau đó mỗi thành viên còn lại yêu thương nhau hơn chút xíu. Còn trước mắt thì bạn không nên gọi là chống đối nhiều quá, hoặc là mình khước từ cái hành vi mê tín của bác gái nhiều quá, thì bác sẽ có một cái gọi là một cái ám thị rằng là vì không tin về điều này nên gia đình mới xào xáo như vậy. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là nếu mà những hành động nào của bác ấy mà nó đi ngược lại với thực tế, nó đi ngược lại với cái dòng suy nghĩ, với cái sự lựa chọn của cả gia đình chúng ta, thì chúng ta cũng có thể tổ chức họp gia đình. Đương nhiên đầu tiên mình họp nhỏ, ví dụ như là bạn hoặc là bác trai họp riêng với bác gái để nói nhỏ. Nhưng mà mình nói nhỏ không nghe, nói nhẹ không nghe, thì chắc chắn cái hành vi tín ngưỡng mà nó làm mỗi người phải khổ sở ra, vì bị ảnh hưởng tới công việc này, đúng không, ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người này, ảnh hưởng tới cái gọi là cái thói quen tốt của mọi người rồi, thì chúng ta sẽ phải có biện pháp cứng rắn hơn để cho bác hiểu rằng là tất cả mọi thứ nó đều có giới hạn của nó thôi. Và tôi tin rằng với tấm lòng của một người mẹ, bởi vì tất cả những bác gái làm á cũng chỉ với tư cách là một người vợ, một người mẹ, một người bà muốn cho gia đình êm ấm hơn, vui vẻ hơn, thì bác mới làm như vậy thôi. Thì từ từ tôi tin là với tình yêu thương đó, bác gái cũng sẽ tự nhận thấy, tự thay đổi khi tất cả những người trong gia đình mình đều có góp ý, đều có điều chỉnh và đều có một chút niềm tin vào chính cái hành động của mình, thì tôi tin sẽ thêm động lực để bác gái tự thay đổi cái suy nghĩ và hành động của mình. Dạ cảm ơn chuyên gia. Cũng vì muốn tốt cho gia đình cho nên là má tôi mới đi quá giới hạn như vậy. Tôi sẽ cố gắng để lôi kéo má tôi lại theo lời của chuyên gia. Cảm ơn chuyên gia rất nhiều. Con biết rồi, nhưng mà con vẫn ghét mẹ. Mẹ có làm gì đâu con ghét mẹ. Trời đất ơi, thì tại lúc đó con nóng quá cho nên là con mới đứng trước lớp con la bé Hạnh. Đó, mẹ con la trước mặt lớp á, con mắc cỡ lắm, con ghét mẹ. Thôi nè, đúng con rồi. Con nè, đừng có giận.